theo dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ khi người tham gia giao thông chấp hành yêu cầu kiểm tra kiểm soát có hành vi cản trở chống người thi hành công vụ thì tùy theo tình huống tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí theo quy định của pháp luật để ngăn chặn hành vi vi phạm và phòng vệ chính đáng đáng chú ý, dự thảo đề xuất trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không chấp hành tín hiệu hiệu lệnh dừng phương tiện và bỏ chạy thì người thi hành công vụ được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm. Lâu nay, vấn đề cảnh sát giao thông có được truy đuổi người vi phạm hay không luôn gây nhiều tranh luận. Nếu dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được thông qua, nội dung này sẽ chính thức được luật hóa, tạo cơ sở pháp lý khi áp dụng, tránh gây tranh cãi và áp dụng không thống nhất.